Nhắc tới rác, chúng ta thường sẽ nghĩ ngay đến những thứ bỏ đi, ôi thiu, bẩn thỉu. Thậm chí nghe tới từ rác thôi là người thấy được mùi hôi thối luôn, phải không các bạn? Nhưng bạn có biết gì không? Ở nơi tưởng chừng hôi thối như thế, lại có thể ẩn chứa một kho báu ngầm. Nơi đây có thể giúp bạn trở thành triệu phú nếu như nhặt được những món đồ siêu khủng dưới đây. Kho báu quý giá thời đồ cổ. Nghe đến việc đi tìm kho báu là mình lại tưởng tượng ra cái kiểu trèo đèo lội suối, lần mò theo tấm bản đồ cũ mềm, được giấu kín dưới lòng đất hay lặn sâu dưới đại dương. Đấy là mình xem phim quá 180 phút nên nó thế. Chứ các nhà khảo cổ Israel đã tìm thấy một kho báu ở bãi rác thời Byzantine, hay còn gọi là Đông La Mã, tồn tại từ năm 330 đến năm 1453 ở thành phố Ashapker. Các món đồ quý giá trong đó gồm có 400 đồng tiền xu, chủ yếu là từ thời Byzantine. Đáng nói là trong đó có một đồng tiền vàng, 200 chiếc đèn của người Samaritan còn nguyên vẹn, có những chiếc còn mới tinh. Những món đồ trang sức có giá trị lớn, đặc biệt là có một chiếc nhẫn hình bát giác có khắc những câu kinh thánh cựu ước mang giá trị tôn giáo to lớn. Ngoài ra còn có nhẫn và đồ trang sức bằng vàng, đa số hiện vật có niên đại từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 7. Bên cạnh những hiện vật có giá trị vật chất, họ còn tìm thấy những món đồ mang giá trị tinh thần rất chi là lớn như dụng cụ ép rượu vang, ép ô liu hay các vật dụng của những người nông dân, nghề truyền thống của vùng đất này từ hơn 1.000 năm trước. Nhẫn kim cương 10 tỷ. Nhẫn, đồng hồ, hoa tai hay là vòng vèo các loại. Những trang sức nhỏ bé ấy thường bị chúng ta lơ đễnh mà làm rơi hay vô tình đánh mất ở thùng rác. Bạn đã từng làm rơi món trang sức nào vào thùng rác và đành ngậm ngùi nuốt nước bọt cố dặn lòng không đau chưa? Hãy comment món đồ mà bạn lỡ tay vứt ở bãi rác và không tìm ra nhé! Món đồ tiếp theo mà chúng mình muốn giới thiệu với bạn có giá trị siêu khủng, được chủ nhân của nó lỡ tay cho vào thùng rác. Sự việc diễn ra tại Clarkson Valley, Missouri, Mỹ. Chiếc nhẫn kim cương của cô Carla Squitieri là món quà cưới của chồng mình tặng trị giá 300.000 bảng Anh, tức là xương xương gần 10 tỷ đồng. Vào một ngày, Carla sau khi rửa tay đã quyết định bọc chiếc nhẫn trong miếng khăn và đặt lên bệ bếp để làm khô. Tai hại hơn là Carla đã quên bén luôn chuyện đó. Sau đó, chồng cô, anh Bernie, lại là người ngoài bật quạt cho vợ mát, bật nước nóng cho vợ tắm thì cũng hay dọn dẹp giúp vợ. Khi đang lau dọn bồn rửa bát, Bernie phát hiện ra chiếc khăn và quyết định vứt bỏ nó mà không hề kiểm tra lại. Đến khi Carla nhận ra sự biến mất của chiếc nhẫn thì nó đã yên vị trong đống rác được công ty vệ sinh mang đi. Đấy, lại thấy đôi khi chăm chỉ dọn nhà lại gây phiền phức, báo hại đôi vợ chồng này lại phải bới tung hơn 7 tấn rác để tìm kiếm. Đã có lúc hai vợ chồng muốn bỏ cuộc, nhưng vì chiếc nhẫn ấy mang giá trị tín ước của vợ chồng nên hai người quyết định kiên nhẫn. Sau đó nhờ có công ty xử lý rác thải Meridian West giúp họ tìm kiếm. Rất may là anh Joe Evans, một nhân viên của công ty, đã tìm ra chiếc nhẫn nằm sâu dưới đống rác. Thuận vợ thuận chồng, tát cả bãi rác cũng được. Bộ sưu tập những đồ vật còn hữu dụng với tổng giá trị lên đến 36.000 đô la. Hai mẹ con bà Anna Otis, 68 tuổi và Tamara Benavent, 39 tuổi, sống tại Florida, Mỹ, có một sở thích hết sức lạ lùng, đó là lục lọi các bãi rác để tìm những món đồ có giá trị. Hiện tại họ đã thu thập được rất nhiều đồ vật còn hữu dụng với tổng giá trị lên đến 36.000 USD. Sau 4 năm, hai mẹ con bà trở thành người có thu nhập ổn định nhờ vào việc bới rác, lựa chọn rác mỗi tuần. Có thể xem cái việc lục lọi bãi rác gắn liền với cuộc sống của họ vậy. Những thứ đồ đắt tiền nhất họ tìm được có giá trị lên đến 400 USD. Đó là một thùng chai lọ của hãng Kinner, mà mỗi món đồ trong đó trị giá đến 15 USD. 4 thùng sách Barnes & Noble, ước tính giá trị 1.000 USD. Sở thích kỳ lạ giúp họ có được cuộc sống khác thường. Người khác nhìn vào hành động của họ có thể cười cợt, nhưng mà đó là chủ tịch ngầm cả đấy. Còn các bạn, có sở thích gì mà bạn cho rằng rất chi là kỳ quặc không? Hãy cho chúng mình biết điều kỳ quặc ấy được không? Phần bình luận bên dưới chờ bạn trả lời đấy ạ. Ấm cổ chứa hàng trăm triệu trong bãi rác. Bãi rác đúng là ẩn chứa rất nhiều kỷ vật đặc biệt, như vật dụng dưới đây là điển hình cho kỷ vật có giá trị vô cùng to lớn. Với sở thích hay đi lục các thùng rác, thậm chí đến các bãi rác lớn để tìm tòi những món đồ cũ về tái chế, mà anh thanh niên tên Mohammad Fahmi Abdul Aziz ở Malaysia đã bất ngờ tìm thấy một ấm đun nước trong đó có chứa nhiều tờ 100 đô la Canada.
Thế nhưng điều đáng nói là anh ấy đã có một hành động mà mình cho là vô cùng cao thượng, vì anh chàng đã quyết định báo với cơ quan chức năng với mong muốn tìm lại chủ nhân của số tiền này. Dù thế nhưng đến nay vẫn chưa tìm được chủ nhân. Cặp kính có giá trị hàng trăm triệu. Cặp kính được nhặt từ một bãi rác phía nam thành phố Wellington. Nó có các đặc điểm của nhãn hiệu Martin Margiels, một thương hiệu được tạo ra bởi chuyên gia nhãn khoa người Anh Benjamin Martin vào năm 1756. Điểm đặc biệt của chiếc kính là bộ gọng bằng thép chắc chắn có tính chịu lực và tồn tại hơn 300 năm. Sau khi được tìm thấy và công bố tại một cửa hàng đồ cổ, cặp kính này được một người đàn ông tên là Aaron Smiley chốt giá qua một cuộc đấu giá với số tiền 8.000 USD, hơn 185 triệu đồng. Chia sẻ thêm về quyết định mua cặp kính này, ông cho biết vì nó khiến ông nhớ về vợ mình. Khi vợ ông ở bệnh viện chữa trị bệnh, họ hay dùng FaceTime để trò chuyện mỗi ngày. Và để cho cuộc trò chuyện thêm phần vui vẻ, vợ ông thường chọn hình ảnh cặp kính tròn và râu giả trong ứng dụng này. Và khi bà ấy mất, hình ảnh cặp kính cổ đã khiến ông nhớ tới vợ mình khi còn sống. Quả thật là có những món đồ mặc dù có giá trị rất lớn nhưng người ta coi trọng về ý nghĩa tinh thần hơn cả tiền bạc vật chất. Tìm thấy vàng ở bãi rác. Tại núi rác Gramacho, dưới chân tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro, hàng ngày có hơn 2.000 người tự xưng là thợ săn kho báu từng làm việc ở đây. Và một ngày nọ, bà Cleonice Bento đang làm việc, thoáng thấy cái gì đó nó sáng bóng trong mớ thức ăn thối và chai nhựa. Và thứ bà tìm được trong ấy là sợi dây chuyền vàng Bồ Đào Nha. Bà bán nó và xây ngôi nhà 2 tầng, thậm chí còn đủ tiền tiêu trong một tháng. Và cũng ở bãi rác này, ông Gerardo Oliveira, 63 tuổi, từng 2 lần tìm được kho báu. Ẩn bên trong một cái ống, ông tìm thấy 12.000 USD và lần sau đó là 9.000 USD. Nhưng từ năm 2012, cổng vào bãi rác cũ đã bị khóa. Khí metan sản xuất từ chất rác thải hiện đang cung cấp năng lượng xanh cho nhà máy lọc dầu gần đó. Những người nhặt rác được nhận bồi thường và hy vọng sẽ được nhận vào làm tại một cơ sở tái chế mới bên cạnh bãi rác. Họ được làm việc trong điều kiện tốt hơn và được trả lương. Tuy nhiên, họ lại kiếm được ít tiền hơn so với thời nhặt rác, nên họ tỏ ra rất tiếc khi bãi rác này đã đóng cửa và không thể tìm kho báu được nữa. Hàng tỷ yên bị vứt ra bãi rác ở Nhật Bản. Điều này quả thật là kỳ lạ, vì người ta có thể vứt đồ bỏ đi, nhưng tiền thì có lẽ chẳng bao giờ được xem là thứ bỏ đi cả. Thế nhưng ở Nhật, hàng năm lại có hàng tỷ yên bị vứt ở bãi rác. Khi một công ty xử lý chất thải ở quận Gunma, trung tâm Nhật Bản, phát hiện ra 40 triệu yên trong một ống dẫn thải. Sau đó một người đàn ông đã đến đồn cảnh sát trình báo, có lẽ số tiền đó thuộc về người thân đã khuất núi của anh này. Người thừa kế hợp pháp vô tình vứt số tiền đi, sau đó được biết ông ta đã khuất, vì thế số tiền sẽ được người nhặt được giữ. Các trường hợp tương tự cũng xuất hiện khá thường xuyên. Một cơ sở xử lý chất thải ở quận Nara, phía Tây Nhật Bản đã phát hiện 20 triệu yên vào tháng 5 năm 2017. Trong khi đó, 20 triệu yên khác được tìm thấy trong thùng chứa đồ ăn tại một điểm thu gom rác ở khu suối nước nóng lâu đời tại quận Ishikawa, trung tâm Nhật Bản. Với cơ cấu dân số già và các gia đình ngày càng thu hẹp lại, thì nhiều người cao tuổi Nhật Bản đã quyết định sẽ dành những năm cuối cuộc đời để sống và ra đi trong cô độc. Đối với họ, việc để tiền ngay trong nhà với một chiếc két sắt ngay cạnh khiến họ cảm thấy an toàn hơn. Vì thế, khi họ chết đi trong cô độc, số tiền họ để dành không được ai phát hiện, thế là được đem đổ ở các bãi rác. Và nhờ vào hiện trạng này, một công việc mới được nhiều người quan tâm, đó là dịch vụ dọn dẹp nhà cửa cho người đã khuất. Những bộ xương cốt người. Đã là bãi rác thì có ti tỷ thứ ở đó, không phải là vàng, không phải là kim cương, là tiền tỷ, mà là bãi rác còn chứa nhiều món đồ bí ẩn vô cùng bất ngờ, trong đó có những bộ xương người. Lữ đoàn tìm kiếm người mất tích phát hiện hàng nghìn mẩu xương thuộc về 150 người tại một bãi rác ở bang Sinaloa, Mexico. Được biết, các thành viên của nhóm phát hiện nhiều chiếc túi chứa các mẩu xương bàn tay tại một bãi rác gần khu dân cư tư nhân sang trọng ở Culiacan. Sau đó, chuyên gia pháp y cho biết hơn 2.000 mẩu xương được phát hiện thuộc về hơn 150 người, trong đó có cả trẻ em. Một số túi chứa đầy xương được đặt dọc theo con đường cách không xa khu vực ô tô có thể đi vào. Một số túi đã bị rách do phơi mưa nắng. Những xác chết này đa số là bị giết, bị sát hại và phi tang bằng cách vứt vào núi rác ở đây. Có nhiều thi thể còn nguyên những dấu đạn ở trên người. Quả thật là quá là kinh khủng. Bởi vậy, dù bãi rác có là nơi chứa kho báu trị giá hàng tỷ đồng, thì vẫn luôn ẩn chứa những thứ vô cùng kỳ lạ, thậm chí là đáng sợ. Hãy cẩn thận với việc nếu bạn muốn đi vào bãi rác để trở thành tỷ phú như những trường hợp ở trên bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã theo dõi hết video.
Mặc dù ẩn chứa kho báu là thế, nhưng không phải ai cũng có sở thích bới thùng rác, lục lội bãi rác là sẽ tìm thấy kho báu đâu các bạn ạ. Nếu thấy video trên hay và thú vị thì hãy cho chúng mình một like và một nút subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Khám phá Huyền Bí. Bye bye!